Mấy ơi, cái món này có phải là món truyền thống của Lào không? Đúng rồi ạ, món truyền thống rất là phổ biến ở bên đấy. Ăn từ ngày xưa đến bây giờ. Món là tam bắc hùng. À, tam bắc hùng. Hôm nay có cô em người Lào sang hướng dẫn mình làm món nộm đu đủ kiểu Lào. 3 giây có ngay, nộm đu đủ kiểu Lào. Thái đầu tỏi đi này, cho tỏi này. Bây giờ trong lúc anh cắt ớt để giã thì mới ra nạo vỏ này xong mới sợi cho anh nhá. Vâng ạ. Giờ mình sẽ cắt ớt này. Em thử. Cẩn thận tay nha. À, mình băm bầu xong mình gọt luôn đúng không? Bây giờ thì mình sẽ giã ớt với tỏi. Mê, em lấy cho anh ít đường đi. Một nửa à? Ừ, rồi nửa quả. Bỏ hạt đi. Rồi đánh trộn xong cái này cho anh sẽ cho vào cho cùng nhá. Giờ mình sẽ cho đậu vào. Để anh cho vào hết luôn. Cho vào hết luôn à? Rồi. Cho vào hết luôn. Cho vào hết, xá luôn. Ừ, dạ luôn. Mùi kìa, đầy cái mùi cũng quyến rũ phết đấy. Cho một thìa chứ. Một thìa. Đúng. Cho thêm cái khác. Anh sẽ cho cái này vào là trộn đúng không? Vâng. Rồi. Bây giờ anh biết thêm được cái món này của Lào nữa, lần sau Misa sang đây anh sẽ làm cho Misa ăn cái món này. Anh làm cho em anh phải cho nhiều ớt bỏ cho em nhé. Ok luôn, mình sẽ cho ra đĩa nha. Anh Su ơi, đây phải ăn cùng, ăn sống luôn. Ăn kèm cái này. Và bên đấy người ta ăn xong món sống nữa. Hay phết đấy.